Anh sẽ đi cùng em chứ? Tham quan thôi hả? Vậy sau chương trình này là mình đi. Trời ơi, làm vậy thôi. Rồi, mời em ngồi. Bây giờ hai bạn đã ngồi gần nhau lắm đó. Hãy nói, chia sẻ cảm nhận về nhau nha. Mời bạn trai. Em sẽ tự giới thiệu, em tên là Vũ Cho Bảo. Em năm nay 24 tuổi, công tác trong ngành công an. Chà, công an đẹp trai quá ta. Bảo quê ở đâu Bảo? Dạ, quê em ở thành phố gì ơi? Quê thành phố. Quê thành phố nữa chứ trời ơi. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em tên là Dương Thị Ngọc The, năm nay em 23 tuổi. Dương gì em? Dương Thị Ngọc The anh. The đó hả? Dạ. The phòng The đó. Dạ. Dạ, em sinh ra và lớn lên ở quê hương của những mảnh đất anh hùng. Thì nơi đó có hai vị nữ anh hùng nổi tiếng là Lê Thị Hồng Gấm và Nguyễn Thị Thập. Thì không biết là nói đến hai vị nữ anh hùng này thì anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả là có đoán ra là em đến từ đâu chưa ạ? Ta lớn lên từ mảnh đất anh hùng, từ ngàn xưa đã lừng lẫy chiến công. Mặt trời lên cho cây trái nở hoa, mảnh đất kiên cường là Tiền Giang quê hương ta. Yeah, Tiền Giang. Dạ, dạ đúng rồi, em đến từ Tiền Giang. Trời, em đố mà ngay cùng quê anh Linh sao anh không biết được. Dạ, em ở kế bên nhà anh Linh luôn á chị. Ủa vậy hả? Trời ơi. Trời đất ơi. Em làm công việc gì? Dạ, hiện tại thì em đang làm biên tập sách của công ty Pha-sa. Làm ở Tiền Giang hay ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, em ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 3 chị. Ờ, anh công an ở quận mấy? Dạ, ở huyện Hóc Môn chị. À, 18 thôn Nhân Trầu. Rồi, dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, em có điểm mạnh là nấu ăn ngon. À, em thích nấu ăn. Mọi người nhận xét là em nấu ăn hơi ngon. Thì em thấy là nó ngon. Nói chung là nó ngon đó chị. Trời ơi. Trời đất ơi. Thấy dân Tiền Giang nói chuyện có duyên ghê không? Vòng vòng thôi là chị tử ngon thôi. Tóm lại là ngon. Rồi. Dạ, em còn có một cái ưu điểm đó là em ở đó là gọn gàng sạch sẽ, mà em thích sạch sẽ. Em thấy giờ là em chịu không có nổi. Em có một kỷ niệm là muốn chia sẻ với chị Cát Tường, anh Quyền Linh và cùng quý khán giả là hồi xưa ở dưới quê á, em hay là dọn dẹp nhà cửa. Sáng nào em cũng dậy sớm để em quét nhà, quét sân. Trước nhà em thì có cái sân mà có nhiều cây, thì mỗi lần lá nó rụng xuống á là em thích cái chổi là em quét tới quét lui quét đi quét lại hoài, mà lá vẫn rụng hoài. Cái cha mẹ em nói là sao mà con rảnh quá vậy, con nói sẵn em tập thể dục luôn. Kỷ niệm vui á hả? Vui không quý vị? Vui, vui. Không vui thiệt mà. Ý là em quét hoài mà lá cây nó rụng hoài, vẫn quét hoài đó em. Rồi bây giờ em đi vậy là ai quét? Dạ, để vậy đợi em về chị. Trời, đợi em về luôn hả? Không có. Rồi. Em đi vậy thì em kiếm chàng trai về quét phụ em. Dạ. Rồi đó là cái chuyện đó là em có thuộc về gọi là khuyết điểm hả? Đâu, đó dạ, là ưu điểm đó. Ưu điểm, khuyết điểm hả? Là gì nè? Dạ, khuyết điểm em là em hay lo sợ, như là một chiếc lá rơi làm em cũng thấy lo sợ. Mấy người trong công ty em nói là mày hình như bị bệnh tâm lý hay phải, tại vì em hay bị bệnh mà bệnh của em là lặt vặt không à, mà mỗi lần bệnh là em sợ chết lắm. Em phải đi bác sĩ liền để em chịu không nổi. Mỗi lần em xin nghỉ phép, sếp em biết cho đi liền, tại vì không cần nói chứ cứ nghỉ phép là đi khám bệnh, không có đi đâu hết. Dạ. Thường là bệnh gì? Dạ, hình như bệnh đặc vật như là cảm, ho, sổ mũi, rồi viêm họng gì đó chị. Là đi khám bệnh luôn? Dạ, đi khám bệnh luôn. Nói chung cô gái bên kia là cô gái hơi bị yếu đuối, bởi vì chiếc lá rơi cũng làm em sợ đó mà. Chiếc lá rơi em cùng sợ, một tiếng chim kêu em cùng sợ, cả chí em cùng sợ. Bên kia đứng hình xem re luôn rồi. Không có, anh công an nghe em cười không à. Yên tâm, có anh công an bảo vệ rồi. Bây giờ em có em sợ công đi. An không em? Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì cái đầu tiên là em sống rất là trách nhiệm. Thứ hai là em biết quan tâm mọi người, em thích người ta tâm sự với em lắm. Chỉ nghe vậy thôi mà khoái lắm. Ví dụ như đi cà phê rồi bạn đi tâm sự hết, những buồn ngồi nghe hết luôn. Trời ơi, vậy coi lại giới tính nha. Không có, cái này là bạn bè. Bạn bè hả, chứ con trai mà tâm sự. Trai với gái gì em cũng nghe hết. Nhưng gái nghe khoái hơn không? Dạ đúng rồi, khoái hơn chứ. À, cái đó cũng là điểm mạnh đó em. Dạ. Tốt, còn gì nữa? Em thì người sống ngăn nắp á. Ừ. Nó giống em. Thích cái sự trật tự. Có quét lá gì không em? Có quét ngày không quét lá gì? Không phải, cô kia quét, anh này xếp lá. Được, hai đứa hợp đó. Đứa quét, đứa sắp.
Rồi khuyết điểm. À, khuyết điểm của em là cái tính hơi nóng chút xíu. Nhưng mà em nóng mà em chỉ cần tự kiềm chế bản thân lại là em không có... Đúng rồi, công an không có được nóng tính thể hiện ra nha. Em không thích người nóng tính anh ơi. À, nóng tính là khi nào mà công việc mà nấy quá mới nóng mà không có phát ra. Bây giờ tình trường đi, công an có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thì nói chung là từ lúc đó giờ thì em mới một mối tình thôi. Chia tay được năm mấy rồi. Em quen mấy năm mà chia tay năm mấy rồi? Dạ quen năm rưỡi. Quen năm rưỡi, chia tay năm rưỡi. Sao chia tay? Dạ quen lâu ngày nó không bộc lộ ra là không hợp nhau á anh. Thì tình yêu nó đến thì cũng biết sao mà nó đi thì cũng bó tay. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc hả? Gì kỳ lạ, tình yêu lạ vậy. Còn bên kia mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua hai mối tình anh. Mối tình gần đây nhất của em là cách đây một năm. Trong thời gian quen thì em thấy bạn đó có nhiều cái là nóng hay nóng tính, không kiềm chế được bản thân mình, nên là em quyết định chia tay. Chết rồi, bên bạn trai kia nóng tính mà bên đây chia tay đó nha em. Không trai, không phải, bạn cũ của The là nóng tính không kiềm chế được, còn bên đây người ta nóng tính thì người ta kiềm chế được, khác xa nhau. Rồi thì bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ tính tình thì hiền, biết sống và có trách nhiệm với bản thân. Em nghĩ những cái tiêu chí đó thì bạn rất là dễ tới một người con trai mà trưởng thành. Đúng rồi, một chiến sĩ công an dễ hơn nữa. Còn gì khó hơn không? Dạ có gì không thích ở người con trai không? Dạ không thích cờ bạc, hút thuốc. Cái này nhậu nhẹt. Gì khó hơn nữa đó? Dạ cao từ 1m65 trở lên. Em 1m67. Ngon. Gì khó hơn đi The? Em thích xem phim Hàn Quốc. À, đẹp trai giống như... Giống chơi Song Joong gì đó hả? Song Joong Ki anh. Không, bên đây cũng đẹp trai rồi nha, đừng có đùa nha. Phải không? Song Joong Ki không? Cũng cỡ Ki Ki trở lên á. Hôm qua tôi coi coi Ki gì. Song Joong Ki. Trời ơi, ngon. Chà, được nha. Đàn trai hốc môn hơi ngon à. Dạ. Rồi em tiêu chí tìm bạn gái hay sao nè? Dạ, mỗi người bạn gái là dễ thương thôi. Rồi biết lắng nghe, biết chia sẻ thì... Dạ, điều đó em có. Ít giận lại, không có giận vô cớ. Giận thì vẫn phải có lúc giận đó. Em hiền lắm anh, em không có giận. Không có chọn mẫu người cao thấp như thế nào? Thì chừng 1m57, 1m58 đủ lên được rồi. Em 1m6 anh ơi. Rồi bây giờ chừng nào tính tới hôn nhân nè, nếu mà được thì dạ, được thì năm sau luôn. Năm sau luôn? Dạ. Rồi có chuẩn bị được những gì rồi nè? Dạ, nói chung chuẩn bị thì... Có đầu rồi đó. Có trầu cao. Có trầu cao rồi. Tại 18 không cần trầu. À, rồi nhà cửa ở về là ở chung với ba mẹ hay là ở riêng hay ở đâu? Dạ nếu mà ở thì ở chung ba mẹ em. Thì gia đình em... Đông anh chị em không? Dạ không. Có em với chị hai em. Chị hai lấy chồng chưa? Dạ chưa. Thì trước sau cũng lấy. Nghĩa là gia tài nhà đó là của em đó. Thôi được rồi. Rồi ngon chứ. Để tôi coi. Rồi đàn trai người ta ngon lành rồi nha. Để anh qua coi đàn gái gần nhà anh hay gì đây nè. Ô, chào The. Anh thấy quen không anh? À, kế bên nhà luôn dạ, hả? Dạ, chỗ Đình Long Hưng đi tới xíu. À, vậy chỗ xưa đi học bơi qua sông rồi đúng không? Dạ. Chắc gặp ba má em anh nhớ. Dạ. Bây giờ em nghe công an kia em thấy sao? Dạ, em thiệt nghe thôi nhưng mà chưa biết là anh nói nóng tính không? Không, công an thì không đến mức ấy đâu. Em hiểu không? Nóng mặt hiền lắm. Hiền, dễ thương lắm. Nhưng mà có chuyện là phải làm dâu đó. Dạ, được anh. Được không? Em thích nấu ăn, thích dọn dẹp. Trời ơi, về làm dâu đứng quét nhà hoài. Ba quét mòn xi măng ba luôn á. Ba má chồng nói gì nói xong cứ ra sách chổi quét nhà riết luôn vậy đó. Thầy biết không, nếu mà chúng ta đồng ý mà lấy chồng là công an á thì chúng ta cũng sẽ thiệt thòi một số vấn đề. Công an thì thường xuyên có công tác đột xuất. Thật sự là ngành công an á nhiều khi mà dù vợ đẻ cũng không về được luôn á. Thành ra em phải tính trước vụ đó. Có chịu đựng được không? Dạ được anh, tại vì em cũng thích công an. Cũng thích công an hả? Dạ, tại hồi xưa thì em thi ngành an ninh. À. Nhưng mà không được may mắn. Vậy à? Dạ. Ước mơ cũng... của em là nhìn thấy được cái bộ quân phục màu xanh. Vậy là ngày nào em cũng thấy luôn. Tối hôm về em mặc nguyên bộ đồ ngủ luôn. Nhớ nha. Dạ. Mặc bộ đồ. Cho ngắm hè cái bộ đồ luôn. Ngắm điếc luôn. Em có đi với người thân của em không? Dạ có. Em đi với chị hai em với lại một chị nữa với lại một bạn thân của em. À, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào em trai và khán giả trong trường quay. Thì cái nhìn đầu tiên thì mình nhận thấy em trai là một người rất là chững chạc, gương mặt sáng, phúc hậu, nói năng rõ ràng. Đáp ứng đủ những cái tiêu chuẩn mà The đưa ra. Còn về The thì em trai yên tâm là
làm dâu hoặc là làm những công việc nấu ăn, sắp xếp, chi tiêu, vén khéo trong nhà thì the có thể lo liệu được. Và ngày hôm nay không phải ngẫu nhiên mà chúng ta được ngồi trên ghế nóng. Hai em đã phải vượt qua rất là nhiều hồ sơ chờ đợi từ mọi miền đất nước để được gặp nhau ngày hôm nay. Thì âu đó cũng là một chữ duyên. Và anh Quyền Linh, chị Cát Tường cũng giống như là ông Tơ bà Nguyệt của thời đại A Còng ngày nay. Thì không có những cái phép màu như là những câu chuyện cổ tích, nhưng thật sự chương trình này đã tạo ra rất là nhiều điều kỳ diệu. Và chị mong rằng hai em ngày hôm nay có thể cảm nhận được những cái cảm xúc từ trái tim mình và tạo ra điều kỳ diệu từ chính bản thân các em. Hay quá. Thấy chưa, chị hai giỏi chưa? Dạ dạ. Nghe đã chưa? Chị hai là người đăng ký chương trình cho The đó. À, dạ. Đúng không chị hai? Câu chị hai đi. Dạ đúng rồi, tại vì thấy The cũng hiền lành nên thấy chương trình này cũng mang tính nhân văn đáng tin cậy nên cũng mong là The có được một cơ hội để như một cái duyên giữa cuộc đời này thôi. Đó. Dạ, dạ em cũng xin tâm sự một vài lời với chị hai của The. Cầm lên chị hai nghe đó. À là đến với nhau thì chương trình này cũng có duyên rồi. Thì em nghĩ là em sẽ giữ cái duyên đó để nếu mà quen thì sẽ tâm sự, sẽ chia sẻ với The rất là nhiều điều. Còn nếu lấy nhau thì sao? Lấy nhau thì càng hạnh phúc anh. Hứa gì với chị hai đi. Để nếu mà lấy nhau thì sẽ yêu thương, chân thật với nhau. Ừ. Thì sự chung thủy là phải có rồi. Ừ. Thì mong là hai em sẽ tìm được cái hạnh phúc ngọt ngào nhất của bản thân mình. Hay quá. Rồi. Em trai đi với ai? Dạ em đi với ba mẹ em, với dì em, với mấy đứa em. Có ba mẹ nữa hả? Dạ. Đủ đầy đầy đủ ba mẹ. Dạ chào hai bác à. Chú bữa nay hay quá ta. Dạ. Hai bác coi xem con dâu tương lai mình thế nào. Cũng theo dõi chương trình này nhiều lần trên TV. Dạ. Nhưng bữa nay mới được diện kiến MC Quyền Linh Hoạt Bác và MC Cát Tường đáng mến. Dạ. Dạ. Đầu tiên là xin cảm ơn chương trình đã đưa hai gia đình chúng tôi đến đây. Thì tôi nhận xét thấy cháu The thì thấy có lẽ dễ thương mà cũng hoạt bát. Dạ. Thì tôi cũng mong rằng sau khi gặp Gia Bảo thì hai cháu nó sẽ tìm hiểu để mà đi đến cái bến bờ của hạnh phúc. Tôi cũng cầu chúc cho tất cả quý vị trong khán phòng được dồi dào sức khỏe. Dạ, cảm ơn bác. Cảm ơn bác nhiều. Dạ, bác cho thêm ý kiến của bác gái nữa. Thì nãy giờ thấy thì cháu đây cũng hiền hậu, cũng dễ thương. Mong là hai đứa cho nhau cơ hội rồi tìm hiểu rồi tiến tới. Quan trọng giờ hai đứa thôi. Dạ. Chúng ta kéo màn. Tặng em. Em có một quyển sách là em muốn gửi tặng anh. Hy vọng anh sẽ cảm thấy vui khi đọc quyển sách này và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Món quà của anh thì là em đếm là đúng 20 bông hoa. Trong phương Tây người ta ý nghĩa là sự chân thành vậy thôi. Em có. Hay quá ta. Được rồi đó, hai trẻ ngồi đi. Nay đứa nào tặng quà cũng có ý nghĩa hết trơn. Có 20 bông hoa là sự chân thành đó hai. Dạ. Hèn chi đó giờ tôi nhận toàn 21 bông hoa không kết quốc. Cảm nhận đầu tiên của anh nhìn thấy em như thế nào? Thì nói chung em dễ thương, nó điềm đạm đúng giống với tính anh. Em thì thấy sao vậy anh? Nhìn có cảm tình và phúc hậu. Em có hay đi chơi không? Dạ, em thì không có điều kiện để được đi chơi. Thì em rất là thích đi Đà Lạt. Thì em ước là sẽ có một lần được lên đó để Thì anh cũng hy vọng là anh sẽ được dẫn em đi rất là nhiều nơi để dạ. Tham quan. Dạ, em cảm ơn. Tham quan thôi hả? Thì sau chương trình này là mình đi. Trời ơi. Làm vậy cho gì nhanh. Sao chị đi liền luôn hả? Bây giờ là hai đứa nè ha, mình tính chuyện tương lai đi, thấy cũng hợp rồi đó. Em có hay đi coi phim không? Dạ dạ không. Nếu mà sau này tìm được một người nào đó hỏi thì em sẽ đi cùng. Thì em có nhảy đi với anh? Dạ có. Ví dụ như tiến tới hôn nhân thì em làm dâu em có ngại gì không? Dạ em rất là thích được làm dâu thì em cũng muốn là giờ lo cho bên chồng, bên nhà chồng. Thì em có yêu cầu gì nếu mà quen anh không? Anh có thể hát cho em nghe một bài thì em thích nghe hát. Anh sẽ tặng em bài Trái Tim Anh Thuộc Về Em. Thiết lựa bài quá ha. Quá dữ, quá dữ. Từ lúc anh quen biết em, trái đất bỗng nhiên ngừng lại.
Cuộc đời này dứt thêm bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu niềm vui. Từ lúc anh quen biết em, cả thế giới không ai bằng em. Chỉ một mình em thôi, đôi mắt em xinh như nàng tiên. Cầu mong sao em luôn được vui, đôi mắt ấy không mang buồn phiền. Để cho anh luôn trông thấy em lúc em cười tươi. Cầu mong sao anh luôn gần em, anh nói hết bao nhiêu tâm sự. Rằng tim anh đã yêu em rất lâu rồi. Trời ơi, quá dữ. Được không? Cảm nhận giọng hát đó làm sao? Rất là hay đúng không chị? Rất là hay. Truyền cảm. Em có quà gì tặng lại cho anh không? Em cũng có một bài thơ muốn gửi tặng anh, nhưng mà do là cấp gáp nên em chưa chuẩn bị kịp, thì em xin phép nhìn và đọc. Em sẽ đi cùng anh, dù là đến một nơi không trời, không biển, không núi, không mây, không có những bông hoa màu tím, nơi bình yên của những cánh đồng chiều. Em sẽ đi cùng anh, anh chẳng cần phải nói gì nhiều. Những hẹn ước không thành sẽ làm đời nhau thêm khốn khổ. Em sẽ giúp anh nhóm lên đống lửa, xua tan đêm sâu và bầy thú hiểm hung. Nói em nghe đi những câu chuyện đường rừng. Em sẽ đi cùng anh, sống giấc mơ ngỡ đã mất tuột. Hơi dài, mình có thể chăn cù ở miền biên tái, hay cắm lều ở cạnh dòng sông. Đêm chỉ có trăng sao và những khúc ca hồng, ngày chỉ có mặt trời dịu dàng hôn mặt đất. Và rồi em tỉnh giấc. Thơ xúc động quá anh. Xúc động đúng không? Dạ. Cái đó chỉ trong giấc mơ mà hôm nay anh nghĩ rằng đó là điều hiện thực đấy. Dạ. Gái Tiền Giang là chung thủy lắm á. Dạ. À, rồi, gần nhà anh nữa có gì anh bao, bảo đảm. Thì anh rung động trong tim, nó đang tần số nó bao nhiêu hét đó. Còn em không biết có rung. Dạ. Anh sẽ đi cùng em chứ. Rồi, thôi hết thời gian. Chúng ta sẽ biết kết quả sau 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Wow, chúc mừng. Tuyệt vời, nắm tay nào. Đấy. Mạnh mẽ lên ha. Bây giờ em muốn nói gì với chị Hai? Dạ, em xin phép nói lời một lời với chị Hai ngắn gọn là chị Hai yên tâm, em sẽ lo cho em gái gì được. Yeah. Rồi em gái nói gì với hai nói bác? Hai bác nãy chưa nói gì hết. Dạ, thì con sẽ cố gắng lo cho gia đình và lo cho anh. Dễ thương. Bác gái thấy sao bác gái? Được không? Nếu mình là làm đám cưới sớm được luôn bác? Lúc nào cũng được. À, được. Thôi, đến đây đã có duyên ha. Và hy vọng là cái duyên đó sẽ có phần trong đó nữa. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Các bạn hãy đến xem phim để có một không gian lãng mạn hơn, để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nhớ những gì chúng ta đang hứa với người lớn và tất cả khán giả truyền hình. Hãy giữ lấy nha. Gửi cho các bạn. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đồng phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm đồng phú. Hãy nắm tay nhau đi về Hóc Môn. Đi đi cưng. Ở đó có 18 thô vườn trầu có sẵn luôn rồi. Nhớ mời anh nha. Về ngoại hình á, em muốn là anh phải khoảng từ 1m65 trở lên thì càng tốt. Em đạt chế độ min chị. Em muốn là từ 86 đến 90. Em 85 chị. Bây giờ chúng ta đã vui rồi. Hy vọng là niềm vui này sẽ được nhân đôi nếu như cặp đôi thứ hai nhấn nút hẹn hò với nhau nữa. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Hạ màn. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. À, ngồi với bạn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả. Rồi, chào em bạn. Em tên là Nguyễn Thị Lan, năm nay em 26 tuổi. Quê em là ở Vĩnh Phúc. Nhưng mà hiện tại thì em cùng gia đình đã chuyển vô Sài Gòn sinh sống và làm việc ạ. Công việc hiện tại của em là nhân viên kế toán. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tiến Thắng, 32 tuổi. Em tới từ Hà Tĩnh. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương.
Công việc của em hiện tại là kỹ sư quy trình cho một công ty sản xuất kính quang học. Nhiệm vụ của em là thiết lập quy trình để từ đầu đến cuối để sản xuất ra một sản phẩm. À, về kỹ thuật đúng không? Dạ. Rồi. Mời bạn nữ giới thiệu trước, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em thì được mọi người thường nhận xét là một người hướng nội, nên là các công việc như nấu ăn, công việc gia đình là em có thể làm được ổn. Sở thích của em là thích mày mò những món ăn trên mạng và làm đồ handmade. Điểm nhược điểm của em là em cũng hơi ít nói, ăn nói cũng không được khéo cho lắm. Mình có tật xấu gì không? Ở nhà là em thường thích những người gọn gàng, sạch sẽ, nên là ở nhà nhiều khi mọi người mà làm cũng không vừa ý em, là em cũng hay nói đi nói lại nhiều lần á. Hay cằn nhằn á đúng không? Nói cằn nhằn thì cũng không đúng đâu ạ. Tại vì em cũng nói một hai lần thì mọi người không làm thì em cũng không có nói chỉ một hai lần thôi hả? Kỹ tính thôi chứ cũng không có cằn nhằn gì. Rồi bạn trai. Điểm mạnh của em thì em chơi được khá là nhiều môn thể thao. Khi yêu em rất là quan tâm bạn gái hết lòng. Về điểm yếu của em thì tính tình của em khá là thẳng thắn. Đôi lúc cũng làm người đối diện hoặc là không cảm thấy không có khó chịu đó. Khó chịu. Thẳng quá, dụ như người ta vậy mà nhìn vô thấy người ta xấu mình nói nội xấu quá, xấu như ghê. Thật như nó là như vậy. Nhưng mà nói vậy thì mất lòng ta. Dạ dạ. Nhưng mà anh nghĩ thẳng quá cũng không tốt. Dạ. Ví dụ như nó anh cũng được, cũng dễ thương vậy thôi. Dạ. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình á, em muốn là anh ấy phải cao một chút, khoảng từ 1m65 trở lên thì càng tốt. Anh cao nhiêu anh? Em đạt chế độ min chị. Đó, em cứ nói những cái tiêu chuẩn giảm đi. Chỉ cần dễ nhìn, hiền lành. Về tính cách thì em muốn là một người có trách nhiệm với gia đình, đặc biệt là không hút thuốc. Anh không hút thuốc em. Rồi, khỏe luôn. Anh ơi, cho em hỏi là quê anh ở Hà Tĩnh đúng không ạ? Đúng rồi em. Nhưng mà anh có xác định là lập nghiệp sinh sống ở Sài Gòn không ạ? Kế hoạch của anh thì anh hướng là định lập nghiệp và ổn định tại Bình Dương. Còn sau này nếu có cơ hội quen em thì có thể mình trao đổi và có thể thay đổi cái, có thể lên Sài Gòn sống cũng được. Sau này thấy hợp nhau thì chúng ta có thể chuyển công việc gần nhau hơn. Còn em trai, em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm một người về tính cách á, thì nhẹ nhàng, dịu dàng và hiền lành. Bao luôn, bên đây bao luôn. Bao luôn. Gì nữa, nói tôi nghe. Còn coi về ngoại hình thì cao khoảng từ 1m50 trở lên là được. Da trắng hả? Dạ. Bao luôn nữa cái bao. Tiếp hết rồi chị. Hết rồi hả? Em có yêu cầu gì tuổi tác không? Dạ em muốn là từ 86 đến 90. Em trai sinh năm nhiêu? Em 85 chị. Cái lọt ra khùng chút xíu à. Ôi lọt có ra khùng chút xíu không được sao em. Đâu khoan, để coi bên có đây bạn gái người ta đi coi tuổi hay gì nè. Tới 85 được không? Cái này cũng không phải là coi tuổi mà chỉ là ở nhà mẹ em nói là hai tuổi này ở với nhau thì sợ là không có làm thất vọng lắm. Em chỉ sợ là anh đấy lo thôi, em là phụ nữ đâu có lo nhiều. Trời, phát đạt hay không phải do mình cố gắng cài chứ. Để hỏi bạn nam coi, bạn nam có coi tuổi gì không? Dạ, dạ em không gì. Con gì cũng được phải không? Dạ con gì cũng được chị. Không có con không được à? Em là đang ở với ai? Hiện tại thì em đang ở với em trai. Ba mẹ em vẫn ở ngoài quê. Mình có điều gì mình không thích ở người phụ nữ nữa không? Đó là vô tâm. Không, cô này thì tề gia nội trợ, nhìn mặt là em thấy hiền thục liền. Những người như vậy không có vô tâm đâu. Chắc là... Được ha? Được. Em có ghen không? Dạ cũng có chút anh. Mình ghen cái nào đúng thì mình ghen. Ừ cũng được. Em chào anh gái. Anh có tính hơi ghen đó, em sợ không? Em thì là một người là trung tình, nên là khi em đã xác định là quen ai là chỉ có một người đó thôi. Em có thích mơ mộng, có thích lãng mạn hay không? Chắc ai cũng một chút mơ mộng lãng mạn. Nhưng mà đừng có xuyên xúa quá là được. Vậy được ha. Em thích chừng nào đám cưới? Hai người có thể quen nhau khoảng 1 năm đến 1.5 năm. Anh này lấy liền luôn, được không? Cái đó thì tùy thuộc vào tình cảm hai người. Không, ảnh là muốn lấy liền đó, phải yêu nhau là lấy đó. Thì lúc đó yêu nhau rồi, yêu nhau đủ lớn rồi. 6 tháng được không? Cái đó còn tùy vào hai người nữa. Anh thích 6 tháng đó. Em chịu không? Chịu không? Chịu không? Dạ được. Được rồi. Hôm nay mình đi với ai nè? Dạ, em có đi với anh trai và các chị làm chung phòng với em ạ. Em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường xinh đẹp ạ. Em là anh trai của bé Lan. Sau thời gian theo dõi vừa rồi thì em thấy anh trai bên này cũng rất là
Ok. Em okay. Trai chứ sao anh trai được em trai bên này. Dạ, dạ, em trai bên này ạ. Cảm ơn anh. Thì anh cũng thấy em là một người chính chắn, có công việc ổn định. Các cụ từng nói là duyên phận tình ta. Đấy, duyên là do trời định, còn tình là do ta chọn. Hai em nên suy nghĩ và cho nhau một cái cơ hội. Cảm ơn anh. Còn em trai đi với ai? Em đi với anh Hò, đồng nghiệp và những người bạn của em. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Cũng chào quý vị khán giả. Anh là anh Hò của Nguyễn Tiến Thắng. Nói bên em gái thì nhìn thấy cũng dễ thương, xinh gái. Cảm ơn nói anh chuyện ạ. Cũng dễ hòa đồng, hai người nói chuyện cũng có hợp. Thì đây là cái chương trình tạo cái kết nối yêu thương với hai đứa, nhưng mà hai đứa sẽ cho nhau một cái cơ hội và để tiến gần xa hơn. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ chúng ta kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Dạ. Kéo màn. Chúng ta có 2 phút trò chuyện. 2 phút bắt đầu. Anh chào em. Anh có món quà. Hôm nay có món quà do tự tay em làm. Tuy là không được tinh tế như của người ta, nhưng mà em mong là chúng ta có thể xích lại gần nhau như hai trái tim này. Rồi, anh cảm ơn em. Anh có cảm nhận gì về em ạ? Lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em rất là xinh. Dạ, cảm ơn anh. Hơn cả sự mong đợi của anh. Còn còn em thấy anh thế nào? Dạ, em thấy anh là cũng cao ráo, nhìn lành, nhìn cũng rất dễ mến. Không biết là anh có thích có những phim kinh dị hay là kinh ma không ạ? Anh cũng ít xem phim kinh dị và phim ma. Em thì tuy là rất là hay bị hồi hộp, hay bị sợ, bị giật mình á, nhưng mà em rất là khoái xem những phim đó. Em muốn hỏi anh là về cái việc ghen á, nhưng mà em thì em biết rõ con người em là người rất là trung tình. Em rất là thoải mái với mọi người xung quanh, có thể một bạn, mọi người, kể cả bạn nam lẫn bạn nữ, khi mà quen biết bình thường thôi, nhưng mà khi họ chia sẻ tâm sự với em á, thì em sẵn sàng nhắn tin nói chuyện với họ thường xuyên. Không biết cái việc đó có ảnh hưởng gì, anh thấy như thế nào? Nói chung mình khi mình yêu thì mình dành thời gian cho người yêu rồi, nhưng mà mình cũng phải có một cái khoảng nào đó cho bạn bè, thì anh thấy điều đó là bình thường. Em nói là em trung tình cũng đúng, là cái đúng với cái quan điểm về tình yêu của anh. Các bạn ở xa cũng khá xa đó, hẹn hò thế nào? Khoảng cách từ Bình Dương lên Sài Gòn là đối với anh là gần. Em thì em rảnh gần hết là các tối trong tuần, cho nên em có thể sắp xếp thời gian tùy vào cái thời gian bạn nữ thôi. Còn em thì có thể cả tuần cũng được. Chạy nổi không mà hứa, nghe đã dữ vậy. Anh nghĩ là anh với em gặp đây là có một cái duyên. Anh thì không phải là một người đàn ông hoàn hảo, nhưng anh luôn luôn cố gắng thay đổi và tiếp thu những cái việc tốt để trở thành một người chồng và một người bố tốt trong tương lai. Bạn gái cảm nhận gì ở chàng trai đối diện? Em thấy anh ấy rất là hiền, chân thành, có thể dựa dẫm được. Bạn trai có hát bài hát nào để tặng bạn gái không? Có bao giờ chân trời xanh thế như mắt em lần đầu gặp anh, má em hồng hoa đào tươi thắm như tình yêu như mùa xuân đến. Xin hẹn ạ. Trời, đang em hay quá mà. Nghe hát thấy con tim có rung động chưa? Có chút thôi. Có chút đúng không? Dạ. Bây giờ nó còn cái này rung động hơn nữa nè. Em mở cái hộp quà đi. Đứng lên, mạnh dạn lên, còn chờ gì nữa. Anh xin phép đeo cho em được không ạ? Chẳng lẽ em phải hát chiếc bồng cầu hôn đấy. Những giây phút này họ sẽ cảm nhận về nhau rất là thật đấy. Được không? Để anh cố gắng. Trời ơi, đúng rồi. Vừa đeo xong rồi hai người nắm tay luôn đi. Chờ anh xin phép nắm tay em ạ. Nắm hai tay luôn. Cảm tay. Nhận nắm vào nhau, mắt nhìn thẳng nhau. Vào nhau, mắt nhìn thẳng vào nhau. Hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ là một bờ vai vững chãi của em. Được rồi. Đặt tay vào nút bấm đi hai em. Và bây giờ đến phút quan trọng của cuộc đời mình nha các bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ, có thể nhắm mắt lại để cảm nhận được những cái gì chúng ta đã trao đổi với nhau từ nãy đến giờ. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3
hết thời gian. Nắm tay nhau đi. Nụ hôn đầu tiên đấy. Anh bắt đầu gặp hôn anh nhỉ? Đấy, xin hôn. Từ đấy đi, để nguyên, để nguyên. Thôi, đây là chiếc vé xem phim của Cụm Đạp Cinebox 2022 chiến thắng. Đây, gửi tặng các bạn. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Đồng Phú. Hy vọng rằng các bạn sẽ hát bài Chiếc Vòng Cầu Hôn nhé. Dạ, em cảm ơn chương trình. Mẫu lý tưởng của em là bạn nó cao từ 1m68 trở lên, thì thân hình không quá ốm, đúng người nhanh quyền linh trở lên ạ. Biết yêu thương gia đình, biết chăm sóc bản thân mình. Chàng trai này thì theo mẹ thì được các con ạ. Dạ. Mẹ mà ngồi chỗ con là mẹ bấm liền luôn. Mời đàn trai. Rồi ngồi đi em. Xin mời đàn gái. Rồi mời đàn trai giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái bên kia và chào quý khán giả trong phòng quay. Dạ em tên Phan Văn Trận, quê quán ở Bến Tre. Hiện đang sinh sống và làm việc tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Chức vụ em là trưởng phòng vật tư công ty cổ phần thép Vĩnh Lợi. Em tên là gì? Dạ em tên Phan Văn Trận. Chịu Trận đó hả? Dạ. Phan Văn Trận, nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 34 tuổi. 34. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và em xin chào anh Quyền Linh. Trời và em. Bạn Nam phía bên kia. Và em xin chào toàn thể quý vị khán giả đang ngồi dưới trực quay ạ. Em tên là Trương Thị Linh, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh và làm quản lý cho nhãn hàng Lovite ạ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 33 tuổi ạ. 33. Linh 33, Trận 34. Em có cái điểm mạnh và điểm yếu như thế nào? Dạ em điểm mạnh của em đó là dễ gần, yêu thương gia đình, thích chia sẻ gần gũi với gia đình và thích sống chung với lại gia đình. Thế còn cái điểm yếu của mình? Điểm yếu của em đó là mít ướt và dễ mũi lòng trước những cái hoàn cảnh khó khăn. Chỉ cần người ta chia sẻ cho em là người ta khó khăn thì là em sẽ giúp đỡ người ta. Dạ. Tức là dạ. Em bị cả tin dễ tin người. Dạ, đúng không? Rồi ạ. Em có cái tật xấu gì không? Dạ, tật xấu của em đó là mỗi lần em đói bụng lên là tính em nóng tính, hay quạo. Dạ, những lúc mà em mất ngủ á, bình thường thì nằm ngủ cũng duyên dáng lắm. Nhưng mà khi mất ngủ với lại ai làm cho em khó chịu thì tụi em không ngủ được. Thì em cứ nằm úp và chân dơ lên trời vậy đó. Nằm úp mặt mà chân dơ lên trời là dạ, cái tư thế gì ta? Là tư thế nằm úp xong chân cứ quạch lên này. Tư thế đó dễ ngủ lắm, anh cũng hay ngủ thế đó đó. Thế nào? Ông hình dung tư thế nào mà ông nói dễ ngủ? Ta nằm mặt... vậy nè. Anh Quyền Linh có thể ra nằm úp xuống tạ giùm em. Không, cái chân dơ lên trời á hả? Em dạ. Vậy đúng không? Đúng dạ, không? Dễ đúng ngủ không? Lắm. Dạ đúng rồi. Dạ. Vâng, lại tưởng là treo ngược cái chân lên vậy nè. Treo xong ngủ trời. Bởi vậy mới nói. Ai mà biết điểm mà yếu đó của em thì đúng là em mất ngủ và cứ yêu thương chiều chuộng em lúc nào em nằm ngửa. Cái này hay là Trận. Dạ. Cái này là chịu Trận được nè. Dạ. Đừng có chọc giận là nằm úp ngủ vậy. Dạ. Nếu mà vui là nằm ngửa. Là cố gắng làm vui vui nha. Dạ, em sẽ cố gắng làm bạn vui à. Ừ. Còn Trận, em có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là hiền, biết kính trọng người lớn, biết quan tâm chia sẻ người khác, không hút thuốc, biết uống rượu nhưng mà uống chỉ ít thôi à, chỉ giao tiếp thôi, mức giao tiếp thôi. Điểm yếu của em là nói hơi ít. Nói ít. Dạ. Dạ, bên này em nói nhiều á. Có tật xấu gì không? Có ngủ ấp không hay ngủ ngửa? Dạ, em ngủ thì ngái, nhưng mà ngái thì nhỏ, cũng không đến nỗi là lớn lắm. Sao em biết? Dạ em nghe người nhà nói anh. À dạ ngủ. Ngay thì cũng sao đâu anh, em dễ ngủ lắm. Em chỉ cần nằm xuống là em ngủ. Dù trời long đất lở gì em cũng ngủ được hết ạ. Có nghĩa là cái tật xấu đó là bạn gái bên đây là không cho là tật xấu nữa, em yên dạ. Tâm nha. Yên tâm. Dạ. Em Trận, dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 3 mối tình. Rồi. 2 mối tình là đi học, 1 mối tình là đã đi làm rồi. Mối tình đi làm đó bao lâu? Dạ hơn nửa năm nhưng mà gần 1 năm. Sao chia tay?
Dạ, vô tình thì em mở được điện thoại của người đó. Thì em thấy cái tin nhắn của người đó nhắn với người khác. Vậy thôi chia tay hả? Dạ. Nhắn sao mà chia tay? Thì em thấy nhắn tin của hai người cũng tình cảm lắm. Thấy bạn đó không thật lòng với mình. Không, thấy có tình đó xong là coi chia tay luôn. Dạ, thì về em cũng suy nghĩ. Em cũng suy nghĩ mấy ngày. Rồi em mới nhắn tin cho bạn đó. Dạ, thì bạn nó cũng chỉ nói là bạn thôi. Ừ, thì bạn thôi mà. Nhưng mà em thấy sao nhắn tin lại tình cảm quá à. Dù gì nó cũng qua rồi ha. Dạ. Còn rồi. Em sao? Em mấy mối tình rồi? Dạ, em một mối tình ạ. Quen bạn nó lúc em học cao đẳng. Và 3 năm học cao đẳng luôn ạ. Thì trong lúc quen nó thì bạn trai đó khá đầu hoa. Bạn bè gặp người đó đi với người khác thì có nói cho em là sao lại gặp bồ của mày đi với lại con nhỏ đấy vậy. Nhưng mà em lại không tin. Nhưng mà có một lần thì bạn em chụp hình á, thì đi với người đó. Thì em nói là coi như là đối tác đi. Em cũng không thấy quan tâm luôn. Nhưng mà xong rồi em nói tóm lại là em bị phản bội đúng không? Đúng rồi. Giống y như bạn bên, giống như trận bên kia. Và lần đó là em cắt đứt. Dạ. Em là người chủ động cắt em đứt. Em chủ đúng động không? Cắt đứt luôn. Mấy năm rồi Gưng? Em quen được 3 năm và lúc 2012 chia tay. Thì tới bây giờ 7 năm là không quen ai. Tới bây giờ luôn? Dạ. Là em không quen người nào nữa? Dạ. Em gái em muốn một nửa yêu thương của mình có một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em có thể diễn tả cho bên đây biết được không? Dạ, thì em thích mà mẫu lý tưởng của em là bạn nó cao từ 1m68 trở lên. Thì thân hình không quá ốm. Tướng người nhanh quyền linh trở lên ạ. Biết yêu thương gia đình, biết chăm sóc bản thân mình. Và hỏi cũng được, đối với em quan điểm hói là thông minh. Hói được không? Dạ không, được, được. Hói là thông minh, vì bạn nói là hói là thông minh. Vỗ tay, tôi khoái vụ này nè. Ai mà chào em gái, dạ, trời em chào thích anh. Em quá, em nói chữ hói em khoái là anh thấy khoái rồi đó. Dạ. Cảm ơn em đã hiểu cho những người hói. Em thích người đàn ông lý tưởng của em đó là không trưng diện quá nhưng mà cũng phải biết là chăm sóc cho mình. Khi làm thì là một người đàn ông lịch lãm, còn khi đi chơi thì là một người năng động thể thao. Rồi là tùy cơ ứng biến ha. Dạ, tùy cơ ứng biến. Không? Dạ. Ok, được đó. Dạ. Khoái vụ khoái hói rồi đó. Đâu, để coi bên kia có hói hay không mà thấy ông Linh ông có vẻ là tâm đắc quá vậy. Anh đây thấy cũng có khả năng đó nha. Dạ chào chị. Chào Cưng. Không, nhưng mà bạn nữ bên đây thích hói mà. Ừ. Cái mẫu người phụ nữ mà em mong muốn là như thế nào? Dạ em mong muốn người nữ đó là cao 1m55 trở lên, da trắng, tóc dài, hiền giống như em vậy đó chị. Hiền giống như em hả? Dạ, biết quan tâm chăm sóc, lo cho gia đình. Vậy thôi hả? Dạ. Vậy thôi phải không? Dạ vậy thôi ạ. Em cũng được 80% của anh rồi, nhưng chứ có điểm là tóc không dài. 80%. Còn cái 20% do cái tóc không có dài, tóc ngắn. Dễ mà để từ từ nó dài. Chị. Không sao phải không? Dạ. Thì em nói cho bạn đó biết đi. Để nó dài. Đó là mẫu em mong muốn thôi. Dạ. Chiều cao chưa đạt như mức mong muốn anh ạ. Chiều cao em cao nhiêu? Em có 1m52 thôi. Mang guốc lên thì cũng được 1m57. 1m52 mà 10 phân nữa thì là cũng 1m62 rồi nếu mà mang guốc 10 phân. Dạ không sao chị. Ship em có công ty dài, em nói ship em làm đôi giày độn lên phân. Là được rồi. Okay. Nói ship em làm cho anh mấy đôi giày cao gót thôi. Anh cũng hơi lùng anh mang. Có giày cao gót là không? Giày độn, người ta có giày độn. Dạ, giày độn anh. Nói sếp em làm cho anh mấy đôi giày 10 phân luôn á. Dạ. Lên về ngoại hình á, cái khuôn mặt á thì giống những cái giống một mẫu hình nào trong showbiz không? Hình mẫu đó, lý tưởng của em là chị Harry Won á chị. À. Chị đó rất là vui vẻ. Rất là vui vẻ. Dạ. Có cần phải biết nói tiếng Hàn không? Dạ không chị. Vậy hả, chỉ cần là có cái nét Harry Won thôi phải không? Opa. 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 Em không giống chịu Harry Won nhưng nói được câu Opa. Opa, Opa, Sarange, Sarange. Rồi bây giờ mình cho hỏi kiến người thân xong mình mở đúng rào rồi. Thôi bây giờ em đi với ai vậy? Dạ, em đi với mẹ nuôi và chị ruột em và đồng nghiệp của em ạ. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh và chào quý vị khán giả trường quay. Về Linh á, là một người con gái rất là hiền, sống có hiếu với gia đình. Còn chị thấy về bạn trai bên đây thì cũng được hiền. Chị thấy hai em tương đối là hợp với nhau. Thì mình tới chương trình này cũng là đã một là cái duyên rồi. Thì hai em nên cho nhau cơ hội. Nếu mình tiến xa hơn thì càng tốt. Còn mẹ nuôi thì sao? Mẹ nuôi cho một chút ý kiến. Xin chào MC Quỳnh Linh và Hồng Vân. Phải nói là mình rất là hâm mộ chương trình này. Chính vì vậy cho nên là thấy con gái năm nay cũng ngoài 30 tuổi
mà chưa có tìm được một cái người bạn trai nào vừa ý. Mặc dù mình đã giới thiệu cho con rồi nhưng mà con vẫn không có chấp nhận. Mình rất thích mà con lại không thích. Cho nên mình mới lặng lẽ là mình lén mình đăng ký chương trình này. Mà không phải đăng ký cho một người đâu, tới bốn người lận. Ủa đăng ký cho ai cô? Đăng ký cho Dương Bé Ba, cho Võ Thị Nương, cho Trương Thị Linh và cho một người nữa là là bản thân cũng là mẹ đơn thân. À, là mẹ nuôi cũng đăng ký chương trình này luôn. Mẹ thấy chàng trai này là mẹ có thích không? Chàng trai này thì theo mẹ thì được các con ạ. Dạ. Mẹ mà ngồi chỗ con là mẹ bấm liền luôn. Mẹ đáng yêu quá à. Hy vọng chúng ta gặp nhau ở vị trí khác nha. Dạ, cảm ơn. Rồi, xin mời đàn trai. Em đi với ai? Dạ, em đi với sếp và anh em đồng nghiệp của em ạ. À, có sếp là chắc có dài luôn ha. Dạ. Xin chào anh Linh và chào chị Vân. Chào khán giả trong trường quay. Mình là Hùng, cấp quản lý của em Trần. Trần là người rất là hiền lành, tốt tính và đặc biệt là bạn rất là nhẹ nhàng. Còn đối với bạn gái bên này thì anh thấy rằng bạn rất là duyên dáng, rất là nhanh nhẹn. Và một số cái yếu tố em đưa ra có lẽ là anh nghĩ là phù hợp đến 70%. Còn tóc có thể là nó dày ra. Dạ. Rồi, cảm ơn chương trình. Cảm ơn sếp. Rồi bây giờ mình mở rào ha. Mở rào đi. Ok, mở rào. Mặt trận này là của em đó Trận. Em chào anh ạ. Dạ, em chào anh. Anh có món quà gửi tặng em. Dạ. Thì trong đây gồm có hai món. Một là cái giỏ. Dạ. Khi em đi làm. Cái thứ hai nữa là một đôi giày. Và chính là đôi giày của ship anh tài trợ cho anh. Dạ. Bây giờ ngồi xuống thử anh có chiếc giày có vừa sai không cưng? Thử giày đi, thử giày ngồi đi. Ngồi xuống đây cưng, thử. Dạ. Ừ. Rồi, giống phim tắm cám quá nha. Vừa. Ủa? Luôn chị ơi. Wow. Ờ số luôn rồi đó, duyên số đã định rồi chị. Ờ, đã định rồi. Ok, trời em ơi, in luôn. Vừa in luôn. Em có muốn đi đôi giày để nói chuyện không? Dạ có, em muốn đi luôn. Ờ, rồi, em đi đi. Dạ. Dạ, em cũng có món quà muốn gửi cho anh ạ. À, em sẽ tặng cho anh cái cà vạt. Thì tại vì là em, đối với em á, thì thích anh buổi sáng đi làm á, thích anh bước ra đường thì ít nhất cũng phải là một người đàn ông lịch lãm. Thì em thích đứng trước mặt anh để thắt cho anh cái cà vạt trước lúc anh đi làm. Thì em muốn tặng cái quà ít quà. À, rồi, cảm ơn em. Dạ. Rồi, đó. Mà sao hợp như vậy, cái cà vạt đó cực kỳ hợp với cái áo đó, bộ đồ của em. Dạ. Luôn á. Màu xanh. Nhà chắc cũng tập rồi nhưng mà lên đây gặp ảnh là rung đúng không? Bạn gái lấy cái vỏ quải lên, lấy cái vỏ quải lên. Nói đi. Đây là cái vỏ màu hồng thì anh mong là tình cảm của anh với em luôn luôn sẽ là màu hồng. Dạ, em cảm ơn anh. Hát bài tặng luôn, hát luôn, đứng nó hát luôn. Sau đây em xin hát tặng cho anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và quý khán giả ở tại trường quay. Và đặc biệt là cho bạn gái của em. Dạ, em tên gì anh? Em tên gì ạ? Xin lỗi anh quên trời tên quen. Rồi hỏi tên hỏi lại đi. Đi cho cơ hội lại, nói lại tên một lần nữa đi em. Rồi. Dạ thì em nói lại lần này anh phải nhớ nha. Còn nếu rồi, mà không nhớ là nhớ. Em em giận luôn. Dạ em tên là Linh. Linh. Rồi. Dạ. Bắt đầu nói. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Đợi chờ mộng đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làng tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tình cậu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Rồi hay lắm. Rồi, hay rồi, dễ thương rồi. Rồi bạn gái đáp lại luôn, bạn nữ đáp lại luôn em. Em yêu anh yêu không hối tiếc, em yêu anh yêu bằng cả trái tim. Em quên rồi. Nên đủ ý nghĩa rồi. Được rồi. Em yêu anh không hối tiếc, yêu bằng cả trái tim. Rồi, đủ ý nghĩa rồi. Trở về vị trí ngồi đi.
Đó, cái phần giao lưu là dễ thương lắm rồi đó. Bây giờ em nói đi, em thấy cảm giác em lần đầu tiên gặp mặt em thấy cô thế nào? Em thấy bạn gái rất là dễ thương, mà thấy gương mặt cũng có vẻ là hiền. Cảm giác lúc đầu em thấy em cũng rất là mến. Còn em thấy anh như thế nào? Em thấy anh giống như em mong muốn, tại vì đối với em không thích đàn ông béo, à đàn ông ốm. Cho nên khi nhìn anh ấy là em nhìn thấy đúng lý tưởng của em. Dạ. Ai cho em hỏi là anh hiện tại anh đang sống trên Sài Gòn hay sống trên Bến Tre ạ? Anh sống ở trên Sài Gòn. Dạ. Anh có hay về thăm bố mẹ không? Anh thỉnh thoảng khoảng 1-2 tháng thì anh có về thăm ba mẹ của anh. Dạ. Em cho hỏi em quê ở đâu? Dạ em là quê ở Nghệ An ạ. À. Hiện nay em đang sống trong Sài Gòn với anh trai. Dạ và với chị em đang ngồi dưới hàng quay ạ. Dạ. Hẹn hò em thích đi đâu chơi? Em miễn nơi nào có anh thì em thích ở đó ạ. Trời ơi. Ôi muôn tình quá ơi. Theo em nếu mà mình đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu thì sẽ tiến tới được? Nếu anh cầu hôn lên và đúng anh hợp với mẫu lý tưởng của em thì em đồng ý luôn. Dạ, có thể cưới luôn ạ. Nếu mà em đồng ý thì chắc có lẽ là trong năm nay. Theo em thì em thấy có được không? Dạ em dạ được ạ. Nhưng mà đối với em á thì khi một quen với là một người bạn nam á, để em thích sống với gia đình. Khi mà muốn đồng ý cái việc mà em với anh quen nhau thì em lại biết được gia đình anh và những người thân trong gia đình anh. Em thích sống với gia đình, thích sống với người thân. Dạ, em sống thêm về tình cảm. Một thời gian gần đây thì anh sẽ mời em về quê của anh chơi. Mà Bến Tre rất hợp với em vì em thích ăn ngọt. Vậy là quá hợp rồi. Bến Tre là gu kẹo dừa của ba em và em. Nếu mà lấy nhau thì em mong muốn là được mấy người con? Em thích đông con ạ. Thích đông con. Khi mà anh đông con thì anh phải, khi sinh con ra thì anh phải có trách nhiệm với lại con và gia đình. Anh đủ khả năng tới đâu thì em sẽ để tới đó. Anh cũng sẽ cố gắng theo mong muốn của em. Nhưng mà nói hỏi thật, em thích cô gái đối diện không? Khi mở rào ra là em thấy em vẻ đẹp của cô ấy là em bị hút hồn. Hút hồn luôn hả? Dạ. Trời ơi, dễ thương quá, thôi được rồi. Rồi, để tay nút bấm đi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 3 2 2 1 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Được rồi đó. Dày vừa quá à, xinh quá à. Em thấy trong bạn muốn hỏi sau khi nắm tay rồi làm gì nữa? Dạ hôn. Trời ơi. Dạ con xin phép má nuôi cho con hôn lên. Em cho anh thể hiện tình cảm của anh đối với em. Em có đồng ý không? Cái tay làm gì vậy? Tay thì ịt dịnh vô đây nè. Đó, ừ. Đó, ừ. Đó. Nhìn cái tư thế cho nó đẹp cái coi. Em không xấu, em không lại cho chị coi coi. Em không lại em. Trời ơi. Đó, trời ơi. Ra thế ra dáng liền. Rồi. Linh đóng dấu luôn rồi nè Linh. Hả? Đóng dấu luôn hả? Vết son môi trên má anh. Dễ thương quá. Tối nay về chắc không đưa mặt quá. Để ngủ luôn nha. Dạ. Để tới mấy ngày luôn. Dạ. Kệ chừng nào nó phai ha. Chừng nào tự nó phai thôi. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadairy do Vina Cacao sản xuất. Vitadairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitadairy. Vitadairy tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn 1 năm miễn phí cacao uống liền Vitadairy trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chúc hai đứa hạnh phúc. Dạ rồi, cảm ơn anh chị ạ.
Và không để chờ lâu, chúng ta hãy đến gặp cặp đôi thứ nhì ngay và liền. Ngay và liền. Mời mọi người. À, thay vì mình cứ chẳng hạn lướt quay thì mình khi đó thì mình nên đọc một cái gì đó nó tốt hơn. Chứ đừng lãng phí thời gian như vậy. Nhiều khi lướt quay cũng là học làm sao? Dạ không có, thường quay của mình thường là thông tin không ạ? Người ta gọi là thông tin chứ không phải là tri thức. Thế thông tin nó mới cập nhật được chứ em. Cái vấn đề nó tranh luận hơi dài á. Em nghĩ là thôi được, có thể mình không cần xoay sâu vào vấn đề đó. Có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Nó giống dạng như là ông Cao Thắng vậy. Được rồi. Mời nhà trai. Mời đi em. Rồi xin mời nhà gái. Bây giờ thì mời em trai. Trước tiên em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thế Dũng, 41 tuổi, thì là em sinh ra ở Hà Nội nhưng mà hiện tại thì nhà em đang ở Sài Gòn. Em đang làm trưởng phòng ở một công ty vận tải ở quận Nhất. Em ở Sài Gòn ở với ai Dũng? Em có nhà riêng, em ở một mình, Em làm ở thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa Dũng? Em ở Sài Gòn 20 năm rồi chị. Dạ. 41 tuổi rồi mà chưa có vợ à? Cuộc sống cũng đôi khi là cái sức khỏe của em nó không được tốt lắm ạ. Trước đây em cũng có một cái đi làm nó tai nạn một tí, thế nên là em mất một thời gian để chữa trị ạ. Sau khi mà chữa trị xong thì nó cũng hơi trễ tí, hơn nữa là em cũng mải học. Tại vì em cũng học hai trường, ngoài ra cũng đang tính học cao học nữa, đang đăng ký học cao học xong rồi thì cái sự kiện nó xảy ra như vậy thì em phải dừng. Dạ. Rồi mời nhà gái. Dạ em xin kính chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh, xin chào bạn đang phía bên kia và xin chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay hôm nay ạ. Em tên là Đặng Thị Thu Vân, năm nay em 38 tuổi, hiện em đang làm quản lý tại ở một trường mầm non. Em quản lý có nghĩa là em làm hiệu trưởng, hiệu phó hay là... Dạ nó giống như là quyền hiệu trưởng vậy đó chị. Vân có mấy mối tình rồi Vân? Dạ tính đến thời điểm hiện tại thì chính thức là 3 mối tình ạ. Rồi cái mối tình của em sao? Mối tình đầu tiên của em là em quen thời em năm đó là em 22 tuổi. Bam, đã cái mối tình sau cùng là em chia tay được bao lâu rồi? Dạ em chia tay cách đây cũng lâu rồi chị. Dạ cũng 7-8 năm rồi. Rồi bên kia là có 3 mối tình, còn Dũng dạ. Mấy mối tình? Dạ em được 2 mối tình nhưng mà tại vì hồi đó thì em cũng xác định là phải là xong là dạ. Em tại vì em muốn tính học cao học xong thì em mới là lập gia đình. Không ngờ là nó bị té, nhưng mà thực ra té thì nó cũng nhẹ thôi, nó vấn đề chẳng hạn nó liên quan cái đĩa đệm một chút thì cũng tại mất thời gian điều trị nó và đồng thời nó cũng cái công việc của mình nó cũng không được như ý muốn của mình. Nên chính vì vậy mà em cũng tạm thời dừng cái việc đó. Hai mối tình tạm dừng luôn. Dạ dạ. Điểm mạnh điểm yếu thế nào? Em thì chăm học chăm làm, không hút thuốc, không uống rượu, không uống bia, không chơi game. Điểm yếu của em thì đôi khi hay mất ngủ tí. Ừ, còn em thì sao? Ưu điểm của em chắc là hoạt bát, vui vẻ, dịu dàng, với lại nhạy bén. Dạ. Còn khuyết điểm của em là thỉnh thoảng em hơi hậu đậu tí xíu, hay quên. Rồi em mong muốn cái người đàn ông của em là phải như thế nào? Dạ, em mong muốn mỗi người bạn nam của em là một người chững chạc, cũng sống tình cảm và yêu thương gia đình, chung thủy. Nói chung là phụ nữ đa phần thì ai cũng thích lãng mạn một tí xíu. Em ơi, em nghĩ sao em? Bạn nam? Dạ, em nghĩ rằng chắc là không đến nỗi là khô khan quá đâu chị. Em cũng là người sống khá tình cảm với chị. Tình cảm khác mà lãng mạn khác nha cưng. Dạ, cũng em nghĩ là cũng đến ở mức gọi là trên trung bình ấy chị. Ờ vậy dạ. Hả? Dũng muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Em nghĩ là người đó thì nói chung là chăm làm và chăm học và đồng thời có tính trách nhiệm, giàu tình cảm. Nhưng mà 30 mấy tuổi rồi học gì nữa em? À không thì em nghĩ rằng mình cũng vẫn đôi khi mình vẫn phải nâng cao lên một chút và đồng thời mình cũng phải biết thay vì mình cứ chẳng hạn lướt phay thì mình khi đó thì mình nên đọc một cái gì đó nó tốt hơn. Chứ đừng lãng phí thời gian như vậy. Nhiều khi lướt phay cũng là học làm sao? Dạ không có, thường phay của mình thường là thông tin không ạ? Người ta gọi là thông tin chứ không phải là tri thức. Cái thông tin nó mới cập nhật được chứ em. Dạ thông tin thì thường nó rất là giờ xã hội rất là nhanh chị, gõ một cái là ra hết ạ. Cũng không cần thiết phải lướt hàng ngày. Thì cái thông tin đó trên Facebook là mỗi ngày mỗi cập nhật chứ bộ. Dạ không sao, nói chung là cái vấn đề nó tranh luận hơi dài á. Em nghĩ là thôi được rồi, có thể mình không cần xoay sâu vấn đề đó. Ví dụ như chị nói một cái câu ngôn tình nhất mà em có thể dành cho người yêu của em là một cái câu tương đối như thế nào? Em rất là thích một cái người gọi cái người mà sẽ sống với em gọi là người bạn đời. Tức là chẳng hạn như em nói chuyện em nói bạn đời ơi hả? Hay sao? Không, ý em nói là em trong lòng của em tất nhiên em cũng khó nói ra lúc này tại vì thường là em cũng ít khi mà để ý cái chuyện thơ lắm.
Nhưng mà thường em nghĩ rằng là cái cảm nhận con người đôi khi mình không nói ra được. Chị nói ví dụ đi, ô bà xã ơi, hay là cục à, không, cái đó thì dễ ạ. À. Cái đó thì chị cái đó bình thường ạ. Ví dụ như người ta thường nói là cơ thể chúng ta 70% là nước, à, còn với anh 100% trong trái tim là hình bóng của em. Đó, ví dụ như đó, 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 ngôn tình như vậy đó thì chắc là câu hỏi hơi bất ngờ, em cũng chưa nhưng mà em nghĩ rằng là chắc chắn là em không thiếu cái chuyện đó đâu. Dạ, chào cô giáo. Dạ. Chào cô hiệu trưởng. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em rất là dễ bị cuốn hút bởi một cái người đàn ông thông minh, nhưng mà phải hài hước tí xíu. Dạ, một cái người mà có cái hướng suy nghĩ tích cực, lạc quan. Dạ. Có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Nó giống dạng như là ông Cao Thắng vậy. Được rồi. Em gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với mẹ, với đúng dì rồi, và chị dâu của em ạ. À, mẹ. Chào cô. Cô ăn bữa nay nó lên, nó góp ý này thì thấy cũng vừa ý, thấy chú này thì cũng được. Dạ. À, thôi giờ nhường quyền cho con đi. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn mẹ, cảm ơn dì. Ta đi với ai Dũng? Dạ xin lỗi là hôm nay á, tại vì em ông anh thì lại đang mắc công việc. Còn em mới chuyển qua công ty này thì bên công ty em là ngành vận tải. Mà các anh em đi làm công trường hết nên không tiện là cho ai. Nhưng mà em yên tâm một điều là nhà em ở khu vực này thì tại vì dù sao khi quen là thế nào có dẫn về nhà. Rồi em ở đâu là cả một cái khu và công ty người ta có, người ta đều biết. Ok, bây giờ mình kéo rào. Đúng rồi, quyết định mở rào nha. Cho hai bạn có thể trò chuyện với nhau. Mở rào. Em cười liền cho chị. Dạ. Rồi đó. Dạ xin chào. Bây giờ là chuyện của Dũng đó Dũng. Dạ. Đến với chương trình thì anh có một bó hoa. Dạ. Tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Nhà có một quyển sách. Cái quyển sách này của anh. Trong nhà anh có khoảng 1.000 cuốn. Xin lỗi là anh không có đi mua, nhưng mà cái này anh mới đọc có 1-2 lần, nhưng mà 1.000 cuốn, thế nên là anh cho em 3 cái này. Mong rằng em cũng thích tri thức là một, và thứ hai nữa là tiêu đề của cuốn sách này á thì nó nói là hôm nay chúng ta có thể thay đổi hay không thì dạ, chúng ta sẽ có một cái kết quả. Dạ em cũng rất là thích đọc sách ạ. Chào dạ, em. Dạ hôm nay đến với chương trình thì em có chuẩn bị một món quà. Cái này là một bức tranh mà do em tự vẽ. Cái ý nghĩa bức tranh thế nào em? Dạ cái bức tranh này là hand in hand, có nghĩa là tay trong tay. Một cái người mà phù hợp với mình thì sẽ nắm tay nhau về nhà. À. Ok. Chắc cho anh hỏi trước ha. Dạ. Em cảm thấy anh sao? Qua những gì anh chia sẻ nãy giờ thì em thấy anh là một cái người có tri thức. Và em cũng rất là thích một cái người mà thông minh. Ok, dạ, cảm ơn em. Nhưng mà em là con gái Sài Gòn thì em rất là thích kiểu như hồi nãy giờ em cũng chia sẻ là hơi lãng mạn một tí xíu. Đàn ông cũng dễ chịu tí xíu với em. Tại vì tuy là em lớn tuổi nhưng mà đôi khi là em cũng hơi hậu đậu tí xíu và hơi vụng về tí xíu. Anh nghĩ rằng là chắc là anh cũng không thiếu đâu. Okay, tạm thời tại vì anh cũng đang nói chung là đặt nhiều công việc nhiều hơn thôi. Yeah. Nhưng mà khi mình có đối tượng thì chắc chắn là, mà đồng thời đó là mục tiêu cuộc đời mình thì chắc chắn thì mình cũng phải đầu tư thôi. Và đồng thời mình cũng phải thay đổi nhất định thôi. Cái đó không khó đâu em. Không biết là anh cảm nhận như thế nào về người đó nhỉ? Anh cảm thấy là em hiền và đồng thời em chưa thể hiện được cái nét của em có. Anh nghĩ như vậy. Không, chứ em hiền. Em thì em không, tại vì em là quản lý một cái trường mầm non và em hồi nãy giờ em chia sẻ những gì mà em nghĩ và em lắng nghe, em lắng nghe nhiều để em cảm nhận được cái bạn đang tương tác với mình như thế nào, là em đã bộc lộ rồi đó, chứ không phải là em chưa bộc lộ đó. Dạ. Anh thì lên đây cái đèn này nó hơi chói tí, cảm giác nó hơi nóng nóng. Dạ. Sao nó cũng không, đôi khi thể hiện nó chưa được tự nhiên, nhưng mà nó thể hiện một, nếu để bình thường một cách tự nhiên thì anh cũng thể hiện là khá là tốt. Còn theo em thì cái mình hẹn hò thì theo em nghĩ là thời gian bao lâu thì sẽ là đủ? Cái tuổi của em với anh á là bây giờ cũng đã lớn rồi, nếu mà mình cảm thấy phù hợp thì nó sẽ rất là nhanh, cái tuổi nó không có đợi chờ mình được với nữa. Anh thì cần 3 đến 6 tháng là xong rồi. Dạ. Anh thì thích quyết định nhanh rồi. Nói chung là mình khi mình đã thấy cảm thấy thích mình tiến đến phải hành động, có vậy. Em thích một cái người đàn ông mà như hồi nãy em có chia sẻ là hiểu chuyện, nhưng mà ví dụ như một cái người mà em cảm thấy như thế nào em không diễn tả được. Như nãy em nói là vui vẻ hài hước. Đúng rồi đó, vui vẻ hài hước mà dễ gần á. Mà em thì em cảm giác ở đây bây giờ là em có phần hơi bị khớp, hơi bị sợ đúng sợ rồi, tại rồi. Vì tại vì em thấy có vẻ là anh khó của, hai cái phong cách của anh và em chưa hiểu anh thôi, nhưng mà nếu mà hai cái phong cách của anh và em nó hơi khác nhau xíu, nhưng mà thực sự nếu mà mình khi mà bỏ đi những cái rào cản về phim trường và bỏ đi những cái rào cản gì nó mang tính
thuộc về chương trình, hoặc là thì khi đó là mình sẽ, anh nghĩ rằng anh hiểu em không khó đâu, và đồng thời là em nghĩ rằng khi đó em sẽ nhìn thấy anh ở khác, một con người khác, chứ không phải cái kiểu như ông Bắc này hay là nọ kia, nó khác hoàn toàn. Con người em rất là sợ một cái người mà khó tính. Anh hoàn toàn không khó tính. Dạ. Cái ngay cả vấn đề anh nói là Facebook gọi là lướt thì thực ra thì anh thử đặt vấn đề tí thôi, chứ còn thực ra thì đôi khi thì ai cũng có lướt tí, nhưng mà quan trọng là mình đừng có dành quá nhiều thời gian. Thế này nè. Dạ. Anh hiểu câu chuyện nãy giờ cô giáo nói rồi, tức là thế này, đôi khi em học nhiều quá em nó hơi cứng, cô cũng muốn an tâm hơn là nhẹ nhàng hơn. Thực chất trong lòng của chàng trai này anh biết rằng cũng suy nghĩ như thế, nhưng mà nó chưa có thể hiện ra ngoài. Một chút gì đó nhẹ nhàng lãng mạn ha. Dạ. Để có thể lắng nghe nhiều hơn. Anh thấy rằng cô gái đang suy nghĩ. Anh nghĩ rằng là mình cứ anh nghĩ là cứ nên bấm đi. Em sẽ tìm hiểu, em sẽ thấy rằng chắc là anh cũng không nên nói đâu. Dạ. Nên bấm đi. Em có thể hát tặng cô gái bài hát thoải mái lên nào. Dạ. Quan trọng là em chứng minh cho cô gái biết mình rất là mình là một người đàn ông rất là lãng mạn. Lãng mạn. Dạ. Em xin bắt đầu ạ. Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi buổi chiều thơ mát. Nụ thanh xuân còn ấp e nơi, nét xinh áo lùa thơ ngây. Xin trăm năm em về tinh khôi, đôi tay ta giang rộng hân hoan. Xin cho ta một phút gieo ca vui cùng em. Lên đây thì cũng hơi run đấy. Cảm ơn chị. Yeah. Chúng ta thật sự kiểm tra con tim của mình. Và khi bấm, phải bấm bằng cả trái tim. Bấm phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Không bấm vì điều gì nha các bạn nha. Yeah. Khi chúng ta bấm, chúng ta phải quyết định có trách nhiệm với điều đó nha. Tất cả đều lớn hết rồi. Yeah. Đừng để cái gì mà xung quanh nó gây áp lực chúng ta. Chuẩn bị. Yeah. 3 2 1 Hết thời gian. Cô giáo không bấm. Dạ. Em có thể nói hết những suy nghĩ của mình đi. Em là người rất là tâm lý. Tại vì cô giáo mầm non thì em được học rất nhiều về tâm lý. Khi mà em tiếp xúc và em nói chuyện với lại một người đối diện thì em có thể hiểu người đó và em có thể nhận xét người đó. Nếu như mà em cố gắng một chút. Dạ. Anh nghĩ rằng em sẽ chiếm được cái nút bấm đó. Vina Cacao gửi tặng hai bạn, mỗi bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitareri do Vina Cacao sản xuất. Vitarari xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitarari. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Dạ em cảm ơn chị. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. Rồi, cảm ơn các bạn đã đến với Bạn Muốn Hẹn Hò. Thôi, chúng tôi cũng rất tiếc vì cặp đôi thứ hai không bấm nút. Hy vọng rằng họ sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể xem lại chương trình thông qua cổng thông tin Lớp TV hoặc là MCV Media và nhấn subscribe nha. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt quý vị.
hôn nhân của em là kéo dài được 9 tháng chị. Thôi tính xíu, bày hài quá thì em hơi khó chịu. Em là vui vẻ, hòa đồng, hòa giải tiếp xúc với mọi người. Không phải là người vô tâm là được à, em không biết nhậu. Lớn bên đây 2 tuổi. Có ngại không vậy được ơi? Dạ không chị. Đối với được thì cái gì của em là người như thế nào? Thì cao hơn em, có cao. Dạ. Rồi gì nữa? Thì ít nhậu một chút và biết quan tâm gia đình thôi. Ít nhậu, anh này ít nhậu lắm. Dạ, chúng em từ từ xa cách nhau. À, xa mặt cách lòng. Rồi còn bạn trai? Có dạ. Mấy mối tình rồi. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.